Sau thời gian đầu triển khai việc cấp đổi biển số xe định danh đối với xe cơ giới còn gặp vài khó khăn, lỗi hệ thống, thì hiện tại các thủ tục làm biển số xe định danh đã được lực lượng công an thành phố Đà Nẵng thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời, cán bộ làm nhiệm vụ cũng hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, đặc biệt là đối với những người vẫn chưa hiểu rõ về thông tư mới để việc cấp đổi biển số xe định danh được triển khai thuận lợi, hiệu quả nhất. Mua lại xe cũ, khi biết thông tin về việc làm biển số xe định danh, ông Lượng đã mau chóng đến phòng cảnh sát giao thông công an thành phố để làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu xe, đăng ký mới phương tiện. Nhưng vì chưa nắm rõ các quy định nên ông phải mất khá nhiều thời gian. Sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn, ông đã làm xong thủ tục thu hồi biển số xe cũ để làm biển số định danh mới. Quy định mới thì người dân thì cũng chưa nắm rõ được. Thì mình công an đưa ra thì nó mà là nghe thông tin thôi. Thì ngày 15 tháng 8 là mở định danh. Thì những số xe mà mới của mình bấm lại thay mình suốt đời. Việc thực hiện việc mua bán trước 15 tháng 8 và sau 15 tháng 8. Theo quy định của thông tư, người dân khi thực hiện việc mua bán, chủ phương tiện có trách nhiệm phải nộp lại chứng nhận đăng ký và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để thực hiện việc thu hồi. Sau đó giao giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ phương tiện mới. Thì đây là những cái tình huống xảy ra khi người dân chưa nắm kỹ về cái thủ tục này. Thông tư 24 có nhiều quy định mới, vì vậy nhiều người dân vẫn còn khá bỡ ngỡ khi làm các thủ tục, đặc biệt trong việc sang tên đổi chủ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí bộ phận hướng dẫn hỗ trợ để người dân nắm được các quy định và hoàn thành thủ tục nhanh nhất có thể. Còn đối với các trường hợp đăng ký biển số mới thì hầu hết được thực hiện nhanh chóng dễ dàng. Các thủ tục thì nó cũng rườm rà hơn chỉ, nhưng mà thành ra cẩn thận. Ví dụ như trước đây là mình không chụp hình để đưa lên hệ thống, giờ chỉ chụp hình cả xe toàn bộ luôn. Thành thử là nó có cái khâu đó hơi lâu hơn một tí thôi, còn tất cả các hệ thống khai dịch vụ công thì cũng như nhau. Qua cái mạng cổng thông tin dịch vụ của công an thành phố và trang Facebook của cảnh sát giao thông công an thành phố thì cái đẩy mạnh hơn cái việc tuyên truyền làm cho người dân là nắm bắt và có cái sự thực hiện tốt hơn cái trong thời gian đấy. Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe và sẽ theo tổ chức cá nhân suốt đời. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng và đơn vị quản lý, giúp thuận tiện truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và đảm bảo quyền lợi của chủ xe. Với những lợi ích mang lại lâu dài, đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực không ngừng để thực hiện hiệu quả, tạo bước đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính.